Ghi nhận của phóng viên 24 giờ cùng DRT mới đây trên quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Chư Né, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk đang xuất hiện khá nhiều rác thải sinh hoạt chất thành đống hai bên đường, làm cho tuyến đường đẹp trở nên nhếch nhác. Rác xuất hiện tại nhiều vị trí trên quốc lộ 14 từ km 1712 đến km 1720, tính từ khu vực giáp ranh địa phận xã E Nam, huyện Ea Leo qua trung tâm hành chính huyện Krông Búc theo hướng về thị xã Buôn Hồ. Nhiều nơi rác chất thành đống ngay bên đường, bốc mùi rất khó chịu. Cái đống rác này thì trước 2019 đấy, nó tồn tại đến giờ thì nói chung thì nó nằm ngay trước cả nhà em đây, thì nó thật sự ra là cái mùa khô cái là hôi nó bay vào nhà nhiều quá, thật sự như vậy. Mà cái chính quyền địa phương đây thì cũng không thấy là có cái phương pháp xử lý như thế nào. Tập kết rác trên đường hoặc sát đường đi không chỉ làm ảnh hưởng mỹ quan và ô nhiễm môi trường mà còn gây ra không ít vụ tai nạn giao thông, trong đó đã có trường hợp xe máy tông vào ô tô khi ô tô đang dừng đổ rác. Tuy nhiên, khi phóng viên 24 giờ cùng DRT liên hệ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Chư Né để có thêm thông tin liên quan thì không nhận được câu trả lời.